Giáo dục khiến con người chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến. Mình chỉ mong muốn đó là làm sao để có đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho thầy cô thôi. Và khi ngày hôm đấy đến rồi nhìn thấy các thầy cô thì bây giờ chị rất là vui. Và nó thật sự chị tin chắc chắn một điều rằng tất cả các thầy cô ở trong hội trường đều cảm nhận được cái công việc mà các thầy cô đang làm là một công việc mà mang ý nghĩa cực kỳ lớn lao, cực kỳ có giá trị. Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến. Cùng các thầy cô trải nghiệm cái sự hạnh phúc truyền cảm hứng cho các con. Mong muốn các con sẽ học tốt lên, càng ngày càng yêu tiếng Anh hơn. Làm sao mà để các con chú ý học bài này và các con hiểu bài này. Thầy cô chia sẻ về hành trình trở thành giáo viên tiếng Anh thì tất cả các thầy cô trong hội trường đều đã khóc. Đặc biệt khi nhìn thấy các bạn giáo viên rất là vui, rất là hạnh phúc, kiểu các bạn được khóc, được cười, được trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong chương trình, thì thực sự chị nghĩ đấy là món quà tuyệt vời nhất trong ngày 20 tháng 11 mà các thầy cô xứng đáng được nhận. Được nhìn thấy những nhiệt huyết, những cái nỗ lực của các thầy cô bỏ ra để có thể chỉ vì một mục đích duy nhất thôi, đó là đem lại được cái chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập cho học sinh của mình. Có một lời cuối cùng muốn chia sẻ với các thầy cô là Cantado yêu các thầy cô rất nhiều.